Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày trên TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020. Chúc quý khán giả có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình, một tháng mới với nhiều niềm vui. Và bây giờ, hãy cùng TTV11 khởi động ngày mới với nhiều thông tin bổ ích quý vị nhé. Trước hết thì chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện nổi bật ngày qua. Sáng ngày 31 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 nhằm tổng kết đánh giá kết quả năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã có nhiều ý kiến như ra soát điều chỉnh lại biên chế giáo viên, cần xem lại tiêu chí công nhận trường chuẩn quốc gia, nhất là với những trường sau sáp nhập. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến những ý kiến xung quanh việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải xác định đổi mới giáo dục là một quá trình liên tục. Trong quá trình đổi mới, cần phải biết chọn lọc, có những cái cũ nhưng tốt, cần phải biết giữ gìn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều người dân lựa chọn lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ngoài những ưu điểm hệ thống điện mặt trời áp mái mang lại, cũng có những nguy hiểm nếu người dân chủ quan trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, người dân cần phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo khoảng cách an toàn và có các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên theo dõi và bảo trì thiết bị trong quá trình hoạt động. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động nhóm đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới do đồn biên phòng Phước Chỉ phát hiện. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trịnh Vũ Bảo, 33 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, 7 năm tù, Võ Quang Luân, 33 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng, 6 năm tù và Nguyễn Văn An, 35 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng, 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị khán giả, vào ngày 1 tháng 11 năm 1977, vùng đất biên cương Tây Nam của Tổ quốc đã vang lên tiếng nói, đây là Đài Phát thanh tỉnh Tây Ninh, đánh dấu sự ra đời của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay. Đến nay, sau 43 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã và đang có những bước đi khá toàn diện, không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phát triển mạnh trên nhiều hạ tầng, chú trọng phát triển nội dung số và có vị trí nhất định trong lòng khán thính giả gần xa. Từ năm 2017 đến nay, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã có những bước bứt phá mạnh mẽ với nhiều cải cách như tổ chức sắp xếp lại bộ máy đội ngũ, đảng bộ đài không ngừng lớn mạnh, đã và đang phát huy tốt vai trò lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Sau 43 năm xây dựng, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đang tập trung nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật, đi đôi với quảng bá thương hiệu TTV11. Ông Vũ Xuân Trường, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh cho biết, trong chặng đường phát triển, được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, cán bộ, viên chức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết, không ngừng sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư khen thưởng kỷ luật học sinh, thay thế thông tư trước đây. Trong đó thì không còn điều khoản là buộc thôi học, học sinh như trước. Việc khiển trách cảnh cáo học sinh trước lớp, trước trường cũng được bỏ. Theo dự thảo mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ hình thức kỷ luật đuổi học một tuần lễ, đuổi học một năm và thay vào đó là áp dụng hình thức tạm dừng học tập trên lớp. Trong thời gian tới, nếu dự thảo được thông qua, thì học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị áp dụng ba hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo và tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng với học sinh vi phạm. Thưa quý vị, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản là hành động hủy diệt nguồn lợi thủy sản, phá hủy và gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản. Do đó, thì việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản là điều hết sức cần thiết. Theo đó, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, triển khai thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành về tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc,
chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ cấm sử dụng để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc kiểm tra xử lý các trường hợp tàn trữ, vận chuyển, sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản. Thưa quý khán giả, liên tiếp những cơn bão đã ập đến với các tỉnh miền Trung. Chưa dừng lại ở đó, dự báo là những ngày tới các tỉnh miền Trung sẽ phải chịu một cơn bão tiếp theo có tên quốc tế là Goni. Cơn bão này có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tương đương 200 đến 220 km/h, giật trên cấp 17. Vậy thì tình hình thời tiết tại Tây Ninh ngày hôm nay sẽ như thế nào? Có bị ảnh hưởng bởi bão Goni hay không? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Mạnh Tiến để cập nhật thời tiết của các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, quý vị nha. Thưa quý vị, hôm nay tại khu vực miền Đông Nam Bộ mây thay đổi, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Bão Goni ở ngoài Philippines có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 33 độ. Quý vị khán giả cần lưu ý trong những ngày thời tiết mưa nắng thất thường, trẻ dễ bị bệnh, nhất là các bệnh viêm họng, viêm tai. Vì vậy, quý vị cần chủ động phòng tránh bệnh cho trẻ bằng cách tăng cường ủ ấm cơ thể trẻ. Khi đi ra ngoài cần mặc quần áo dài tay, đội nón, đeo khẩu trang cho trẻ. Ngoài ra, nếu thời tiết quá lạnh thì phải trang bị áo ấm, khăn quàng cổ và hạn chế cho trẻ ra ngoài khi không quá cần thiết. Quý vị cũng nên áp dụng các biện pháp để giúp tăng sức đề kháng cho trẻ, như cho trẻ uống thuốc bổ, vitamin cần thiết, thường xuyên cho trẻ ăn những thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch như nước ép cam, bưởi, để trẻ có đủ sức mạnh chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus. Hy vọng là với những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay mà Mạnh Tiến vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị khán giả có thể chủ động hơn trong công việc và bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho mình và gia đình. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán giả theo dõi những nội dung tiếp theo của Tây Ninh ngày mới. Quý vị và các bạn thân mến, người hâm mộ bóng đá sẽ tiếp tục theo dõi các trận ra quân của những ông lớn làng bóng đá Ý tại vòng 6 Serie A 2020. Và trận đối đầu kinh điển giữa Man United và Arsenal ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Sau đây, chúng ta cùng đến với thông tin về các giải đấu này. Ở trận đấu sớm vào tối nay trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh, người hâm mộ bóng đá sẽ được đón xem màn ra sân của Aston Villa. Vòng đấu thứ 6 vừa rồi chứng kiến nhiều bất ngờ khi câu lạc bộ đang có phong độ cao liên tiếp bị thất bại. Nếu Aston Villa chẳng có điểm trước Leeds United thì tụt xuống vị trí thứ 3, thì các cầu thủ Southampton cũng vượt qua được Everton và tạm lên đứng thứ 7. Còn trận đấu đáng chú ý nhất trong khuôn khổ vòng thứ 7 Ngoại hạng Anh sẽ là trận thư hùng giữa hai đại gia đang trên đường đi tìm lại những ngày tháng quang vinh, Manchester United và Arsenal. Cuộc so tài giữa MU và Arsenal vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trong khi đó, AC Milan sẽ làm khách trên sân của Udine tại vòng 6 Serie A. Mặc dù để AS Roma cầm chân ở vòng đấu trước, nhưng AC Milan vẫn đang nắm giữ ngôi đầu bảng Serie A. Juventus cũng sẽ có chuyến hành quân đến sân của Bezia, một đội bóng yếu hơn họ rất nhiều. Juventus vẫn đang thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch. Câu lạc bộ Betis đang không có được một phong độ quá cao tại giải bóng đá La Liga. Vào ngày 1 tháng 11 tới, họ chỉ phải chạm trán với tân binh Enche trong khuôn khổ vòng 8 La Liga. Thưa quý vị, những diễn biến của các cuộc so tài này cùng những tin tức thể thao hấp dẫn khác sẽ được cập nhật trong bản tin thể thao 14 giờ 20 phút trên kênh TTV11. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí hay và hấp dẫn sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Mẹ cố gắng chờ con 3 ngày. Con sẽ quay trở lại cùng mẹ. Trước sự uy hiếp của bọn rồng thép, sông Nga phải làm gì để bảo vệ người thân? Đón xem tập 37 bộ phim Hồ sơ lửa phần 2 Người ba mặt phát sóng lúc 12 giờ. Mời quý vị và các bạn nhỏ cùng theo dõi tiếp sự đột phá rất dễ thương trong phần thi của các bạn nhỏ, cũng như những tài năng nhí mới xuất hiện trong tập 5 phần 2 của chương trình Tỏa sáng cùng sao nhí, phát sóng vào lúc 15 giờ 20 phút. Cho chị hỏi một câu là suốt mười mấy năm em sống ở bên cạnh một người chồng như vậy, thật sự đối với chị là một người chồng không tốt?
Em có bao chúng giờ ta hãy cùng MC Cát Tường lắng nghe chia sẻ của chị Hồng Đan về cuộc sống với những thăng trầm và cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng chị đã mạnh mẽ vươn lên và vượt qua giai đoạn khó khăn đó bằng cách nào? Mời quý vị cùng đón xem tập 16 Talk Show Hạnh Phúc Ở Đâu phát sóng lúc 15:35. Chúng ta về thiên cung đi. Chúng ta hoàn thành hôn ước. Người có tình sinh ly tử biệt lại tương phùng, một mối lương duyên kéo dài ba kiếp. Cùng đón xem phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa để chứng kiến một câu chuyện tình cảm động đầy bi ai. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 20:05. Thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy luôn đồng hành cùng với chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát vào lúc 6:30 hàng ngày với nhiều thông tin thiết thực. Còn bây giờ, Mạnh Tiến và Ngọc Thật xin chào và hẹn gặp lại.